Chúc mừng năm mới 2024. Yeah, chào mọi người nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ ha. Thì video hôm nay mình sẽ làm ngắn thôi. Điều đầu tiên thì mình cũng chúc anh em năm mới vui vẻ, ăn Tết sum họp với gia đình nha. Đấy, chúc anh em mọi điều tốt lành luôn. Rồi, điều thứ hai thì game cũng tặng cho chúng ta một cái mã code chúc mừng năm mới, nên mình sẽ hướng dẫn anh em nhập luôn nha. Đấy, trước khi nhập thì mình sẽ bắn vài cái pháo hoa này anh em. Chiu chiu chiu, yeah, happy new year anh em ơi. Chúc anh em được nhiều tiền lì xì nha. Anh em cùng nhau để lại những bình luận tốt lành về năm mới dưới cái video này nha anh em. Những bong bóng mang đều nhiều điều ý nghĩa tốt lành. À, ok rồi. Điều thứ hai mình muốn nói trong video này đó là game tặng cho chúng ta một cái mã code. Mã code cũng không có lớn lắm nhưng mà anh em cứ nhập đi. Đây, đây anh em bấm vô chỗ này nha. Rồi. Rồi anh em nhập cái mã code. Thì cái mã code thì mình để dưới phần mô tả video. Còn anh em mà copy không được thì anh em bấm vô cái link nha. Mình có để cái link đó. Đấy, cái mã code chúc mừng năm mới nè. Rồi anh em bấm ok. Rồi, xong. Vô hộp quà nhận. Đây. Code là một vé vàng nha anh em. Đấy, ok. Ok. Đấy. Nói chung vui rồi anh em, game vậy là vui rồi. Ok, thôi thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha. Anh em dành thời gian đi chơi Tết với gia đình đi nào. Ok, thì nếu mà tối tối rảnh anh em nhớ vào game nha, làm vài cái sự kiện Tết cho mình. Đã, hiện tại game đang có sự kiện Tết khá là ngon, để anh em nhận được thiền ép miễn phí nè, rồi vé vàng này kia nè. Đấy, với lại nhân vật NPC này kia. Thì mình đã có video hướng dẫn anh em làm cái sự kiện Tết này rồi. Nếu mà anh em nào chưa xem thì có thể xem lại để biết cách làm nha. Rồi ok, cảm ơn em đã xem video nha. Nhớ like và chia sẻ với chúng mình. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Wow, quá đẹp.